xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những điều thú vị đó là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà như thế nào Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký, ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi nhé Người đàn bà thường nhớ tới người đàn ông đã khiến cho họ cười nhiều Còn người đàn ông thường khó quên được những người phụ nữ mà khiến cho họ phải khóc Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà không chỉ ở thể xác mà còn ở tâm hồn Nếu hiểu được sự khác nhau này, bạn sẽ có ứng xử phù hợp để gia đình êm ấm Mảnh vỡ tình cảm khiến đàn bà khó người ngoài Tình yêu đối với người lãng đạn như gió thoảng nhưng nỗi đau mà những mảnh vỡ của gây ra thì đàn người đàn bà lại rất khó ngồi ngoai chỉ một hành động vô tình một câu nói chạm vào vết thương lòng của ông chồng cũng khiến các bà vợ mất ăn mất ngủ thậm chí không làm được việc gì cho nên hôn lúc nào cũng nghĩ đến câu nói cứ khứa vào tim mà người đàn ông của mình đã nói con đàn ông yêu mạnh mẽ như lóc cuốn nhưng vết thương lòng của người đàn ông coi trọng sự nghiệp mau chóng được soi dịu bởi ít có thời gian để nhớ và để đau. Đàn bà khi lấy chồng thường chỉ có duy nhất một người đàn ông đó là chồng. Đàn bà dành cả cuộc đời cho việc gia đình, chăm lo việc từ bát cơm, chén rượu cho chồng đến manh áo, sách vở của các con. Trật tự trong gia đình thường do các bà vợ thiết lập và duy trì Đàn ông bước ra khỏi nhà là nghĩ ngay đến công việc, bạn bè, các mối quan hệ Còn đàn bà đến công sở, đầu óc cứ lẫn vẫn việc nhà Đứa con nhỏ mấy hôm nay ít ăn, ông chồng hôm qua về muộn, không trả bài Giá điện vừa tăng, vân vân. Còn các ông chồng sau khi lấy vợ, vẫn có thể có những người đàn bà khác Người đàn ông khi yêu giống như động vật leo lên núi Sau khi chinh phục được đỉnh cao này ngay lập tức họ nghĩ tới việc chinh phục đỉnh cao khác Còn người đàn bà khi mắc lưới tình Cứ nhùng nhằn trong đám tơ vô vò khó thoát Đàn bà nhịn mặt để ăn Còn đàn ông nhịn ăn để mặc. Khi người đàn ông cắn răng mua một bộ quần áo đắt tiền, một đôi giày xịn ấy là nhu cầu xã giao, những cuộc lễ lạc những hội nghị quan trọng Đồng tiền nằm trong túi đàn bà không nhấp nhõm Như nằm trong túi đàn ông Bởi đàn bà có tiền thường hay nghĩ tới gia đình Chồng con mua cái nọ, sắm cái kia cho gia đình Hoặc tăng tiện, tích lũy Còn đàn ông khi có tiền thường nghĩ ngay đến nhậu nhạc, bạn bè, karaoke, massage, vân vân Sai lầm dạy dột của người đàn bà có thiên hướng chinh phục đàn ông theo khía cạnh sở hữu tinh thần là họ không biết rằng khi họ vui vẻ vì cảm thấy chinh phục được tinh thần của người đàn ông thì cũng là lúc họ đau khổ vì đã tự tay ràng buộc tinh thần của họ vào người đàn ông đó. Nhiều người đàn bà cũng sai lầm khi đem sự nghiệp ra nhữ đàn ông và nghĩ rằng Đức Lan Quân của mình sẽ vì sự nghiệp mà mau chóng dứt khỏi tình nhân. Nhưng khi mà anh ta chưa còn chiếm dụng được thể xác đó thì phép thử này thường hay thất bại. Đàn ông hay ảo tưởng Đàn ông tưởng mình là phái mạnh nhưng thật ra họ rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nhiều người đàn ông không biết làm cách nào để thắng nổi sức cuốn của phái đẹp. Một dáng người, một ánh mắt, một nụ cười duyên, thậm chí là một mái tóc, một má lúng đồng tiền, vân vân, đều có thể là những khối nam châm mà đàn ông chỉ là đám mạt sắc. Khi hôn nhân tan vỡ, đàn bà yếu đuối lại thường mạnh mẽ hơn đàn ông. Họ nhanh lấy lại cân bằng và ổn định cuộc sống. Còn đàn ông, nhiều người lại xa vào rượu chè, cờ bạc. Tài năng là thứ đàn ông dễ ảo tưởng và nhầm lẫn nhất. Nhiều người cứ tưởng mình có tài năng nên háo hức đeo đuổi, bỏ cai, bỏ cuốc để đi làm nhà thơ, bỏ sưởng máy, dạng đường để đi làm nhạc sĩ, họa sĩ. Tài năng là vần hào quang luôn chập chờn phía trước và họ suốt đời rượt đuổi mà không nắm bắt được. Cho tới khi đầu bạc răng long mới biết mình tay trắng nhưng đã muộn mất rồi. Đàn ông thường làm ra vẻ công việc của họ là rất quan trọng nhưng thật ra không đến mức ấy. Chẳng qua họ muốn đề cao vai trò của mình. Đàn bà thường làm ra vẻ không thích được quan tâm nhưng thực ra họ rất cần một vòng tay êm ấm ôm họ từ phía sau lưng mỗi khi hai người giận dỗi đa số đàn ông cứ tưởng gia đình là sợi dây chắc nhất để giữ chân vợ nhưng họ không biết rằng nhiều bà vợ bị dồn vào thế sẵn sàng tung hê tất cả khi họ không còn cách nào để thoát thóp lưới tơ tình mới mà họ mắc phải. Những người phụ nữ khôn ngoan thường không ra lệnh cấm với những người ông chồng thành đạt chuyện đi hát karaoke, massage vì họ biết có cấm cũng không được. Tuy nhiên, nhiều ông chồng thấy vợ không nói lại tưởng mình có quyền là ăn vụng không chùi mép, để lại nguyên vết son môi, mùi nước hoa đàn bà. Những thứ này cất kỵ trong đời sống vợ chồng vì nó làm buốt nhói tim gan của các bà vợ. Đàn ông với đàn bà rất khác nhau, vì vậy đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho bạn đời thì cuộc hôn nhân của bạn mới được mong bền vững. Và đến đây phần chia sẻ về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nhé một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều